Trưa 3 tháng 8, rất đông cổ động viên đã có mặt sân bay Nội Bài để đón thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sau 3 trận đấu, đội tuyển Việt Nam có 0 điểm, 0 bàn thắng và 12 bàn thua. Thầy trò ông Mai Đức Chung đã rời World Cup 2023 theo cách đã được dự đoán từ trước. Những cô gái vàng Việt Nam đã rời khỏi World Cup với con số không tròn chỉnh. Thế nhưng, họ không cần phải nuối tiếc bất kỳ điều gì về hành trình trên đất New Zealand vì đây một chuyến phiêu lưu không hề uổng phí. Các cô gái vàng đã được cọ sát rất nhiều ở sân chơi thế giới. Đúng 11:30, những cô gái vàng Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài trong tiếng hân hoan chào đón của các cổ động viên Việt Nam. Người hâm mộ hô vang, tự hào lắm Việt Nam ơi, hay tự hào Việt Nam vô địch. Chia sẻ nhanh với phóng viên, ông Mai Đức Chung nhấn mạnh rằng việc góp mặt ở World Cup 2023 đã là thành công quá lớn với bóng đá nữ Việt Nam. Ít nhất, cả thế giới đã thấy được hình ảnh nhỏ bé nhưng đầy quả cảm của những cô gái Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ở World Cup lần này chúng tôi đã thi đấu hết sức mình, quyết tâm cao nhưng chuyên môn của chúng ta còn hạn chế so với các đội trên thế giới, nên chúng tôi chưa hoàn thành mong muốn của người hâm mộ cả ước. Chúng tôi xin hứa quyết tâm cao hơn trong tập luyện và thi đấu ở ASEAN Olympic vòng 2, ông Mai Đức Chung chia sẻ, bóng đá nữ Việt Nam cần khắc phục nhiều hơn nữa để tiến kịp bóng đá thế giới. Ở khu vực đội tuyển nữ Việt Nam là thứ nhất nhưng ở châu Á và thế giới thì còn nhiều khoảng cách, phải cố gắng hơn nữa. Tiền đạo Huỳnh Như cho biết, Như và toàn đội đã có trải nghiệm chơi ở đấu trường World Cup, thực sự đó là niềm vinh hạnh với mỗi cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Trước World Cup, tôi và toàn đội quyết tâm ghi bàn thắng dành tặng người hâm mộ. Toàn đội đã nỗ lực chưa làm được điều đó. Khi về đây, chứng kiến tình cảm của người hâm mộ, Như rất hạnh phúc. Chỉ có điều tiếc nuối là đội chưa có bàn thắng ở giải lần này, Huỳnh Như nói.